Trời ơi, em thả ba cái con lịch quyết xuống, em đâu có thấy nó đâu, mà sao cái thằng này nó bắt được. Em thả nó đi rồi mà sao thằng này nó bơi vòng vòng nó đâu á, nó bắt được nè. Dạ, nó lấy lại bản tính quan giả. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, dạ sáng sớm mà em đi phóng sanh mà em không cho nó ăn nó là vậy. Dạ, dạ nó đi theo em, nó hốt con lịch quyết luôn. Trời ơi, người ta có ba con, chúng sanh quy pháp, không đọa địa ngục. Trời, em quán với thằng này luôn. Tì tì ơi, con riết là bây giờ lấy lại bản năng hoang dã quá rồi. Nhưng mà con, mà này lỗi của tiêu. Dạ, lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em. Em cho nó đi mà em không cho nó ăn, nó ăn luôn đồ phóng sanh của em luôn. Rồi cái con lịch quyết em thả xuống ba đứa, lúc đó rái cá nó đâu có đó đâu, mà không biết sao nó chụp được đầu thằng nhỏ lên nó ăn rồi. Em tưởng nó cầm con giun luôn á, nhưng mà nó nhai đầu rồi, nó nhai chỗ hiểm rồi. Dạ, thần tiên tái thế cứu cũng không được lịch quyết, cái số của nó phải ra đi rồi. Nó ngộ vậy trời. Thầy ơi, nó phập ngay cái đầu thằng nhỏ luôn rồi. Em để cho nó ăn luôn chứ làm sao. Rồi mày ăn gì mày ăn luôn đi. Trời ơi con ơi, sao sáng sớm mày đã tạo hai cái nghiệp. Một nghiệp là bẻ tay người ta, bẻ tay con công, một nghiệp nhai đầu con lịch, lịch huyết. Dạ, vì lòng từ bi của Đức Chúa Giêsu chịu tội lỗi thay cho con em của mình, cho những người tin tưởng mình. Tiôn sẽ học như gương của ngài ấy, gánh cái tội ăn thịt con lịch quyết này của con. Hứa lần sau thả nhiều lịch quyết hơn nữa, tái thả về tự nhiên và cho con ăn uống đàng hoàng trước khi đi phóng sanh. Chứ mày ra thiên nhiên mày canh me hàng của anh không? Anh không ngờ luôn á. Hồi nãy là quay không kịp á, thả ra cả mấy ngàn con tôm là nó hốt một con rồi đó. Rồi xong rồi tới con còng nó cũng xử cái tai của người ta. Tới con lịch quyết nó nhai cái đầu. Con thấy con nhai đầu nó con vui vẻ không con? Mày mà không ăn hết là anh ăn hết. À quên, con mà không ăn hết là tôi ăn hết. Và cho con nhịn đói. Bồ Tát lịch huyết, xin hãy từ bi rời bỏ cái thân xác này, đừng oán hận cái con rái cá Ti Ti. Đây là cách mà rái cá Ti Ti giúp ngài đi đổi thân thể mới. Xin đừng oán hận, buông xả và tưởng niệm đến Đức Phật A Di Đà như Tiêu Ôn vừa quy y xong là lên đường đó, lên đường theo A Di Đà Phật luôn nha. Quá thân trong hoa sen. Dạ, hy vọng là đến được thế giới cực lạc Tây Phương. Trời ơi, máu me đầy miệng ông nội ơi. Ha. Thôi cảnh này ác quá em không dám quay luôn. Dạ, em cho nó ăn đồ chết em quay phim không à, chứ em chưa bao giờ cho nó ăn cái gì mà sống. Hôm nay nó về đặt nó ăn đồ sống đó. Tại do em, lỗi của em. Ôi, ngày mai em sẽ phóng sanh nhiều hơn. Hôm nay là fail. Mặc dù là đúng phóng sanh đúng pháp cho anh Khổng Tường Phát á, là giải cứu các loài vật trong tự nhiên, lăn xả ra ngoài tự nhiên đó, nhưng mà thấy chưa, cái con vật em cứu, cái cơ hội nó sống cũng hơi bị khó đúng không? Chỉ là 50-50 thôi. Nhưng mà để con người bắt hại thì cơ hội sống sót càng khó. Thì em có nhiều trình độ để phóng sanh lắm nha. Phóng sanh cá nước ngọt, phóng sanh cá nước mặn, phóng sanh thú hoang dã. Cái level thú hoang dã là cao cấp nhất á. Rồi tới lên nữa thì bảo vệ rừng, phát triển rừng, ủng hộ em lấy tiền mua rừng để đó chứ không có dùng. Dạ, tiền quảng cáo mà nhiều lắm.
nếu mà ủng hộ em phát triển YouTube, tiền quảng cáo nó là bao la, em giải cứu rừng luôn, nhưng chưa đủ cái lực đó, chưa đủ phước đức nhân duyên đợi cho thời mạt pháp nó đến dữ dội, con người đắm chìm trong bệnh tật. Ôi tội lỗi, tội lỗi, không nên nghĩ xấu nghĩ ác. Dạ mà đừng để những gì đó xảy ra, có cứu cũng không kịp đâu. Có thiện có ác, thiện quá cũng là ác mà, ác quá cũng là thiện đó nha mọi người. Tại vì sao mọi người? Dạ, khi cái ác nó hủy diệt tất cả thì cái tốt đẹp nó mới có cơ hội sanh ra. Giống như một ngọn lửa cháy qua, cây cối trụi lũi hết, nhưng sau đó cây cối lại đâm chồi nảy lộc, nếu không bị con người tàn phá tiếp tục, bị đô thị hóa luôn thì cây cối sẽ xanh tươi trở lại. Vậy đó, anh Khổng Tường Phát, nơi chính suối. Khi sống không có duyên gặp gỡ, khi chết lại có duyên giúp đỡ phóng sanh. Một việc mà Tây Ôn rất muốn làm cho tất cả mọi người, đó là giải cứu động vật đúng cách. Kinh phí của Tây Ôn mỗi ngày 100k, nhưng nhiều người ủng hộ thì phóng sanh cao cấp hơn. Cứ như vậy, và giải cứu rừng, trồng rừng, dọn rác thải nhựa, nhiều thứ để làm. Sống hết đời này cứ làm việc thiện, để kiếp sau có đủ phước báo nhân duyên, sanh lên những thế giới tốt đẹp, hồi hướng những công đức đó cho tất cả luôn, cha mẹ trong hiện tại và trong quá khứ, thần thú của em bây giờ, nó chắc cũng là chọn lọc tự nhiên đó. Đứa nào xui xui là bơi chậm bơi yếu là nó ăn thịt đó, ý trời. Nó cho đi giảng sanh, đi đầu thai, đi làm Phật sớm. A-di-đà-phật. Dịch bệnh Covid không phải ai nó cũng hại. Giống như em, có thể là người duy nhất ở Việt Nam không tiêm vaccine và vẫn bị miễn nhiễm. Em đã tiếp xúc với cả 100 người mắc Covid, mà em cứ bình thường như vậy thôi, em chả bị gì hết. Như vậy đã hơn 27 năm rồi, không hề bệnh tật, bệnh cảm. Đó mới gọi là tiên cá chứ, đúng không quý vị? Quý vị cứ tưởng tiên cá không có thật, nhưng mà em sống sờ sờ ở đây. Như quý vị cứ vô chùa, xây chùa đắp tượng Phật, trong khi bảo vệ thiên nhiên lại không làm, bảo vệ nơi ở của tất cả chúng sanh thì không bảo vệ. Đó mới là điều Phật muốn. Phật đâu cần hình tượng, hình tượng Phật quá nhiều rồi, không cần xây dựng thêm chùa. Cái cần là thiên nhiên đang mất dần, cần bảo vệ thiên nhiên. Cuối tuần sau em đi khánh thành cầu ở Trà Vinh, nên em sẽ không có đi phóng sanh. Thứ bảy chủ nhật, nên em sẽ nghỉ 2 ngày đó.
các thần thú của em sẽ chia tay với các thần thú